Trong lúc chờ đợi những điều bất ngờ sắp diễn ra tại show diễn Eternite 2020, xin mời quý vị khán giả cùng xem lại các bộ sưu tập đã được trình diễn trên sàn catwalk của Việt Fashion. Người con gái nam bộ chân chất hiền lành, duyên dáng thướt tha, nhà thiết kế Tommy Nguyễn đã thổi hồn vào từng thiết kế của mình trong bộ sưu tập lần này. Với những họa tiết gần gũi và quen thuộc của đời sống nam bộ như cánh đồng lúa, ao hoa súng, hoa sen, con đường làng, mái trường, nhạc cụ dân tộc hay cảnh sông nước đồng bằng, bộ sưu tập lần này như bức tranh toàn diện đa dạng và sinh động về con người nam bộ xưa và nay. Từ những họa tiết đơn giản và quen thuộc, bộ sưu tập toát lên sự dễ chịu và thoải mái nhất cho người mặc. Hy vọng đây sẽ là gợi ý tuyệt vời cho tín đồ áo dài trong lần mua sắm sắp tới nhé. Cho ai, yêu ta ai dài.